À, chào các bạn nha, mình đang đứng trên kênh Lang Thang Muôn Nơi Vlog đây các bạn ơi. Mình đang đứng tại cầu Cá Trê thuộc số nhà là 225 trên 1 đường Lò Rèn, khóm 1, phường 4, thành phố Vĩnh Long nhà mình nha các bạn. Là mình đang đến mình thăm hỏi cái hoàn cảnh ở nhà đó nha các bạn. Rồi mời các bạn đi đến thăm hỏi giúp mình nha. Là đường này là đường vô hẻm của cái hoàn cảnh đó nha các bạn. Đường hẻm Lò Rèn, khóm 1, phường 4 là thuộc phố Vĩnh Long mình nha các bạn. Và còn đây là nhà của cái hoàn cảnh mình nãy giờ nói nha các bạn, là nhà kế bên chùa nha các bạn, chùa Long Thạnh Tự nha các bạn, trong đường Lò Rèn mình nha. Còn phía bên trái mình là mã, hai ba cái mã gì đó. Thì đây là nhà của cái hoàn cảnh đó nha các bạn. Số nhà là 225 trên 1D, 1D chứ. Đường Lò Rèn, phường 4, thành phố Vĩnh Long mình nha các bạn. Còn đây là toàn cảnh nhà của cô nha các bạn. Đây là phía sau nhà của cái hoàn cảnh đó nha các bạn. Là nhà mình cũng khổ nha các bạn, không có mà ra mình phải nấu củi nha các bạn, nấu bằng củi nha, y như dưới quê đó. Cũng khổ nha các bạn. Là hoàn cảnh nãy giờ mình nói với các bạn là cô Nguyễn Thị Trừ, 56 tuổi, số nhà 225 trên 1D, đường Lò Rèn, khóm 1, phường 4, thành phố Vĩnh Long nhìn nha các bạn. Nhà cô là kế chùa Long Thạnh Tự. Là mình đến mình hỏi thăm cái hoàn cảnh của cô nha. Dạ Rồi chào cô ha. dạ Giờ cái hoàn cảnh của mình là như thế nào ha? dạ chúng không có mần ăn gì được hết trơn á. Dạ rồi tối ngày ở nhà cái chăn giữ nó hoài nha. Dạ. Dạ người ta khổ, người ta chúng cho 2-3 ký gạo ăn, có ngày thì cho 1 ký, sáng thì người ta cho đi 2 hộp cơm vậy Dạ. đó. Dạ à, rất tự ôm nó vậy đâu có mần ăn gì đâu hết trơn à. Nói chung nghèo. Chúng đi bỏ đi theo vợ bé, năm nay là 9 năm rồi, thì gán ở nhà nuôi nhỏ à, rồi không có lên không có mần gì được hết á. Ai chúng thấy tội nghiệp chúng cho ăn. Dạ. Dạ tôi thì nếu giúp đỡ tôi thì tôi rất cảm ơn nhiều, thì chứ tôi không biết làm gì Dạ. đó. Dạ sẽ bù bổ lên thêm rồi các tôi sẽ nhà lại hỏi chân cũng được đó, rồi tôi lên 2-5 én như sửa soạn cái thùng nước cho nó, thì nấu nước ăn cho nó sạch sẽ thôi à. Dạ. Đó, vậy nhiêu đó thôi á. Dạ Dạ. dạ cảm ơn nhiều. Đó, giờ nó dâm tập sụi rồi bếp lò nó cũng lỡ luôn rồi. Dạ không có chỗ nấu ăn á. Rồi vậy là Dạ có gì? không có chỗ nấu ăn đó, đó là cái bếp nè, đó cái bếp củi đó Dạ. nó sập sụi rồi, nó lủng rồi đó, Dạ. nó bể luôn nước lên, nó cái chụp lên Dạ. cái nó nứt luôn Dạ. đó. Bây giờ không có tiền mua cái quả lò nữa rồi. Dạ. Ừ. Thì giờ Dạ én dưới thì sửa cái máy nhà dưới cho à, cái một cánh ngày én ở thôi. trên để cho Dạ nó như thế nào cô? cho nó lên Gạch tượng luôn cho ha, lên gạch luôn ha, chứ không phải là dạ. ton ha. Giờ hiện tại là làm ton nè, xây bằng ton nè. Không à, bây giờ cái này bỏ tên rồi hút nữa à, mà đằng này không có tiền. Dạ. Dạ đằng này không có tiền nữa đó. Cho nó kính đáo cô đội ơn mấy anh mấy chị đó. Có tiền đâu mà sanh sống, rồi cái thấy người ta giúp đỡ ngượng nhúc chút chút vậy đó. Dạ. Có khi kia chị kia chỉ ở trong Phước Hậu chỉ chống có nước thịt kiều Dạ. chỉ ra chỉ cần cho 1 triệu đó, rồi người chúng làm này kia đó, chén tộ mua chén tộ ăn, cái đông nhà đâu có chén tộ, cái mua nồi cơm điện đó Dạ. đó, mua nồi cơm điện là hết đứt hết chân,
cái mua thuốc nhỏ nhỏ đeo mà uống, cái mua thuốc mua men cho nó uống, dạ, mua thuốc mua men cho nó uống. Cậu ơi, vậy chứ thấy con mình nó mà bây giờ là cô đưa mấy người con hả? Dạ tới 5 người con mà có vợ có chồng. Là một khi nào có thì ăn nước mắm, dạ bữa nay không còn tiền mua nước mắm nữa. Dạ ăn gì? Rồi chế nước mắm kho với miếng muối rồi giải vô rồi kho với nước tương ăn. À đơn giản đó, dạ. Là khô khô quẹt đó. Dạ khô khô quẹt. Dạ vợ dạ, nước tương mới lạ. Dạ. Dạ. Rồi tiền chuột mà người ta đổ lên để chú hoài. Tôi nói muốn từ từ đi chứ giờ tôi không có tiền. Đó cả khi giờ thì bây giờ còn thiếu bánh 10 triệu. Dạ. Đứa cháu cho. À, bây giờ nó cầm vậy đó, mà giờ cầm của bà già nở rồi đó. Dạ. Giờ 10 triệu mà người ta kêu chuột hoài, người ta có tiền cho chuột không? 10 triệu bạc á. Dạ. Giờ đâu có mần gì tôi cũng kể. Đâu có mần gì đâu có tiền đâu mà cái chuột đất thôi, bây giờ để lại đi. Rồi bắt bắt từ từ tôi đưa cho tiền tháng. Tính tháng nhiều thì tôi trả nhiều, chứ giờ tôi hết tiền rồi. Cho nên là nó xuống nó giảm đó, đó rồi cái này đi lên à. Dạ. Nó không làm lại. À thưa các bạn, là hôm nay mình đến mình thăm cô là cô tên Nguyễn Thị Trừ, 56 tuổi, đường Lò Rèn, số nhà 225/1D, số 1 phường 4 thành phố Vĩnh Long nha các bạn. Là mình nghe cái hoàn cảnh của cô kể nãy giờ là mình cũng đã hiểu. Để mình trình cái clip của cô lên cộng đồng mạng để cho các mạnh thường quân, những người trên mạng người ta hiểu, để mình ta tìm cách ta giúp đỡ cho cô ha. Rồi hiện tại là mình cũng đã đi tìm hiểu nhà của cô rồi, cho nên là để cái thời gian sau để các mạnh thường quân người ta xét lại để coi người ta trả lời cho cô hay. Rồi cho nên mình cảm ơn các bạn đã xem clip của mình ha. Để như clip mình của như xem xong nhớ đăng ký ủng hộ giúp mình nha. Là mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem qua clip của mình ha. Rồi con chào cô nha. Dạ. Con hẹn cô ở các thời gian sau nha. Dạ. Con có cái ý gì khác rồi con cho cô hay sao? Dạ. Rồi chào cô. Dạ.